Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay thứ 6 ngày 21 tháng 4 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hội nghị học tập nghiên cứu quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Họp trực tuyến về dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày trao trả tù binh theo Hiệp định Paris. Đắk Lắk nỗ lực ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học. Thời sự trong nước, đẩy mạnh cấp mã số cho nông sản xuất khẩu. Trong phần tin thế giới, Tổng thư ký NATO bất ngờ thăm Ukraine. EP yêu cầu các nước EU tiếp nhận người di cư. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 21 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, học tập nghiên cứu, quán triệt, nội dung tác phẩm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải đã giới thiệu tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, tác phẩm gồm các bài viết, phát biểu chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trưng bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Phần thứ hai, nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần thứ ba, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Cuốn sách được biên soạn rất công phu, kỹ lưỡng qua nhiều bước với quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học, thể hiện quá trình lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đề sức thuyết phục của Đảng và Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tại hội nghị, lãnh đạo vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt các nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách, qua đó làm sáng tỏ quá trình phát triển nhận thức, tư duy, lý luận của Đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trở thành kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong công tác này. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh về tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm giúp cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi của tác phẩm, qua đó góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và xã hội, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đồng chí đề nghị sau hội nghị, các đơn vị địa phương cần tập trung tổ chức quán triệt nội dung tác phẩm đến cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền giới thiệu rộng rãi về nội dung cuốn sách để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trường Chính trị tỉnh nghiên cứu biên soạn, vận dụng, đưa các nội dung tác phẩm tích hợp vào trong chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị. Sáng nay 21 tháng 4, huyện Krông Búc tổ chức lễ công bố thành lập thị trấn Pơng Đờ Rang theo nghị quyết số 726 ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Hà Lim Nghê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Pơng Đờ Rang và quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về chuyển các thôn của xã Pơng Đờ Rang thành tổ dân phố thuộc thị trấn Pơng Đờ Rang. Theo đó, thị trấn Pơng Đờ Rang được thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên là 31,24 km2, quy mô dân số gần 18.000 người, có 20 tổ dân phố. Pơng Đờ Rang là địa bàn có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội và hiện nay đã trở thành trung tâm kinh tế thương mại của huyện Krông Búc. Thu nhập bình quân đạt 55,63 triệu đồng trên một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,2%. Việc thành lập thị trấn là tiền đề quan trọng, động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của Pơng Đờ Rang phát triển mạnh mẽ. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội, đưa thị trấn Pơng Đờ Rang trở thành đô thị văn minh hiện đại.
Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao nghị quyết thành lập thị trấn Bơ Nờ Rang cho lãnh đạo địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng thị trấn Bơ Nờ Rang. Ngân hàng BIDV chi nhánh Buôn Hồ trao tặng trên 1,1 tỷ đồng cho Ủy ban nhân dân huyện Krông Búc để xây dựng trường học. Công ty xây dựng và kinh doanh chợ HTC hỗ trợ xây nhà cho 2 gia đình khó khăn, mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đã tặng 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn. Chiều nay 21 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Dự tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài toàn tuyến 117,5 km, điểm đầu tại vị trí giao giữa quốc lộ 26B và quốc lộ 1, khu vực cảng Nam Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, điểm cuối tại vị trí giao cắt đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 3 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản, có tổng chiều dài khoảng 48 km. Dự án đi qua 3 huyện gồm Chư Quynh, Krông Bách và EK, tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 là hơn 6.165 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đang triển khai lựa chọn nhà thầu, phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn xác thông tin, số liệu, các mỏ vật liệu, bãi thải của dự án để cập nhật bổ sung quy hoạch và đất đai khoáng sản. Phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan rà soát vị trí, diện tích có ảnh hưởng đến rừng để hoàn thành các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định. Tích cực triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, v.v. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột là dự án trọng điểm của quốc gia. Do vậy, hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa cần tập trung để nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư, phân chia các gói thầu hợp lý với các mốc thời gian cụ thể để kiểm soát, kịp thời báo cáo tiến độ với Bộ Giao thông Vận tải, nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa hai tỉnh cũng như với các chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, cần phối hợp với các bộ ngành liên quan để tháo gỡ nhằm đảm bảo thời gian khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Sáng nay 21 tháng 4, Hội Người tù yêu nước tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày trao trả tù binh theo Hiệp định Paris. Đồng chí Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến dự. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc nói chung và truyền thống đấu tranh chống địch trong các nhà tù đế quốc nói riêng. Cuộc gặp mặt cũng là dịp để hồi tưởng lại những ký ức của một thời, cũng như lòng tự hào về quá khứ hào hùng oanh liệt dũng cảm của các cựu tù chính trị, tôn vinh những người đã xả thân vì nước và động viên các cựu tù yêu nước tiếp tục phát huy truyền thống của người chiến sĩ cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Hiện nay, nhiều cựu tù phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, v.v. Xứng đáng là những tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk luôn trân trọng và ghi nhớ công lao to lớn, sự hy sinh cao quý của các cựu tù yêu nước đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa bằng những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, đồng thời mong muốn các cựu tù yêu nước tiếp tục đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương. Sáng nay 21 tháng 4 năm 2023, huyện Chư Quynh đã tổ chức bảo vệ thi công dự án hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện. Dự án hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện được Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định chủ trương đầu tư ngày 6 tháng 4 năm 2016 với tổng mức đầu tư trên 36 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến là 3,98 km. Dự án được triển khai thực hiện nhằm giải quyết tình trạng ngập úng nước mưa cho khu trung tâm hành chính huyện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án, có một số hộ dân thường trú tại thôn 5, Buôn Em Tá, Buôn Em Tá A, xã Ebhóc do chưa nhìn nhận đúng bản chất vấn đề nên chưa đồng thuận.
Trước tình hình trên, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã thành lập các tổ công tác tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích để các hộ dân hiểu chủ trương của các cấp có thẩm quyền, các quy định của pháp luật. Huyện Chư Quyên đã tiến hành bảo vệ thi công để triển khai thực hiện dự án tại tuyến đường mòn ra cửa xã đổ ra hồ M8 có chiều dài khoảng 877,7m, chiều rộng khoảng 10m tại buôn M8 xã Eberhock. Đơn vị thi công thì cũng đã bắt đầu triển khai thi công theo cái kế hoạch đã được định ra, và chúng tôi hy vọng rằng cái việc thi công sẽ đảm bảo đúng cái thời gian. Chúng tôi cũng xác định đây là cái việc tiếp tục vận động tuyên truyền để cho người dân càng hiểu rõ cái việc bảo vệ thi công cái hệ thống thoát nước, và cái hệ thống thoát nước này là một cái hệ thống thoát nước để đem lại cái lợi ích đa số quần chúng nhân dân. Dự án xây dựng hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Vì vậy khi được chính quyền các cấp tuyên truyền và vận động thì gia đình tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành. Tôi thấy dự án này sẽ góp phần giảm thiểu ngập úng tại địa phương. Việc bảo vệ thi công dự án hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Chư Quyên đã được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục và bảo đảm các điều kiện cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng là vấn đề nan giải của ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk. Trong năm học này, ngành giáo dục Đắk Lắk đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học. Ngay khi phát hiện học sinh bỏ học, ban giám hiệu và thầy cô giáo đã đến tận nhà để vận động gia đình cho con em đi học trở lại. Lỡ đi một chuyến rồi chứ biết rồi, bây giờ về rồi thì lo học, thấy chưa? Đang nhỏ thế này chưa đi làm được đâu. Học lên được nữa càng tốt, còn không ít nhất là phải học hết lớp 9 rồi mới đi làm ăn được, thấy chưa? Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, từ năm học 2018-2019 đến hết học kỳ 1 năm học 2022-2023, toàn tỉnh có hơn 9.600 học sinh bỏ học. Riêng học kỳ 1 năm học 2022-2023 có gần 1.300 em học sinh bỏ học. Trong đó, số lượng học sinh bỏ học nhiều nhất là cấp trung học phổ thông với 841 học sinh, trung học cơ sở là 315 học sinh, cấp tiểu học là 113 học sinh. Ngoài các lý do như hoàn cảnh gia đình khó khăn, một số em học lực yếu, tiếp thu kiến thức chậm, phụ huynh không quan tâm, thì tình trạng học sinh bỏ học để đến các thành phố lớn làm công nhân hoặc kết hôn chiếm số lượng không nhỏ. Trước tình trạng này, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn học sinh bỏ học trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường phân công giáo viên, chịu trách nhiệm bám sát, phân luồng từng đối tượng học sinh để lên kế hoạch phụ đạo, hướng dẫn ôn tập miễn phí cho các em học lực yếu. Đồng thời phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể để vận động hỗ trợ sách vở, quần áo, lương thực thực phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau thời gian qua Tết là em có định nghỉ học đi học cắt tóc. Sau khi được các bạn bè khuyên, thầy cô khuyên thì em thấy việc đi học chữ quan trọng hơn ạ. Đối với một số học sinh mà có cái điều kiện gia đình mà khó khăn đấy thì cũng có cái huy động các cái nguồn lực xã hội từ các cái tổ chức để mà hỗ trợ các em, ví dụ như là về phương tiện xe đạp này, rồi là các cái nhu yếu phẩm này, rồi quần áo để giúp cho các em có cái đảm bảo cái việc đến trường mà không có phải vì khó khăn mà bỏ rớt. Thời gian tới, ngành giáo dục sẽ chú trọng công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh từ cấp trung học cơ sở để các em xác định tương lai tốt hơn. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng giáo dục để giảm thiểu học sinh học lực kém, bỏ học do chán nản, tự ti với bạn bè, v.v. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng và năng suất cà phê, những năm qua Đắk Lắk đã hướng dẫn hỗ trợ người dân tái canh những diện tích già cỗi có năng suất thấp. Nhờ đó, năng suất, chất lượng cũng như thu nhập của người trồng cà phê từng bước được nâng lên. Vườn cà phê hơn 1 hectare của gia đình anh Kiều Minh Hương được tái canh bằng giống cà phê mới có khả năng sinh trưởng mạnh, kháng bệnh cao. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, diện tích cà phê tái canh phát triển tốt, không bị sâu bệnh. Bà con chúng ta là nên tái canh cái cà phê. Nếu như vườn cà phê mà cần cỗi quá, cảm thấy rằng năng suất nước thấp quá thì ta nên cái tái canh. Và ta làm đúng kỹ thuật của nông nghiệp thì chắc chắn phát triển sẽ tốt hơn. Nên chúng tôi là đã mạnh dạn là phá bỏ cái cà phê đấy, thì chuyển sang tái canh cái cà phê TR4 là của viện Ecomat. Gia đình anh Y Thái Cờ Bua đã hoàn thành việc tái canh 1 hectare cà phê. Bên cạnh hỗ trợ giống chất lượng cao, anh còn được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vườn cà phê. Nhờ đó, sau tái canh, vườn cà phê phát triển tốt.
Cà phê của gia đình tôi già lắm rồi nên năng suất không cao, thu không đủ bù chi, nên gia đình tôi đã tái canh bằng các giống cà phê mới. Nhờ được cán bộ hướng dẫn về kỹ thuật nên đến nay diện tích cà phê tái canh phát triển tốt. Đắk Lắk hiện có 213.000 ha cà phê, sản lượng bình quân hàng năm đạt trên 550.000 tấn. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã tái canh và ghép cải tạo được khoảng 50.000 ha cà phê già cỗi năng suất thấp. Đắk Lắk đang tiếp tục thực hiện chương trình tái canh cà phê giai đoạn từ nay đến năm 2025, trong đó bình quân mỗi năm phấn đấu tái canh khoảng 4.000 ha. Đảm bảo 100% diện tích tái canh được sử dụng giống tốt, chất lượng và áp dụng đúng quy trình tái canh. Qua 5 năm hỗ trợ nguồn giống cho trên địa bàn các xã, thị trấn, đến nay thì cũng đã cơ bản là một số vườn già cỗi cũng đã được tái canh và cũng đã áp dụng được những cái bộ giống mới và có cái hiệu quả năng suất cao. Sản xuất cà phê ở Đắk Lắk đang ngày càng trở nên bền vững hơn, giúp người nông dân có thu nhập ổn định từ những vườn cà phê tái canh cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu.